Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 96 bộ truyện Đô Thị Trần Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Phan Văn Thịnh đã đột nên ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 96 của bộ truyện này. Đường Nguyễn cũng không nghĩ tới, lần thứ hai gặp Hoàng Thiên lại là ở đây. Nhìn thấy Hoàng Thiên, cô ngay lập tức nhận ra, lần trước trên máy bay, Đường Nguyễn có ấn tượng rất sâu sắc về Hoàng Thiên, còn chủ động đưa cho hắn một tờ giấy viết số điện thoại của cô. Điều khiến cho Đường Nguyễn hết sức giận dữ là Hoàng Thiên không gọi cho cô, một chút động tĩnh cũng không có. Đường Nguyễn thầm nghĩ, chẳng lẽ mình không đẹp, chẳng lẽ mình không đủ sức hấp dẫn hay sao? Đường Nguyễn cũng không biết vì sao mình lại có ấn tượng tốt về Hoàng Thiên. Có thể là trên người Hoàng Thiên có một thứ gì đó hấp dẫn mình. Lẽ nào là khí chất đặc biệt trên người Hoàng Thiên? Lần này đường Nguyễn vẫn bay từ Hồ Nam đến Đông Hải theo đường hàng không. Thừa dịp chiều tối nay nhàn rỗi, cô cùng đi dạo phố với hai chị em cùng là nữ tiếp viên hàng không. Một đường cười cười nói nói rất thoải mãn, gần như đã vứt chuyện của Hoàng Thiên ra sau đầu. Bây giờ lại đột nhiên nhìn thấy Hoàng Thiên, cô phát hiện nội tâm mình không thể kềm chế cảm giác vui mừng, lập tức chạy lại. Hoàng Thiên là anh. Thấy Đường Uyển, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, với nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp chủ động đưa cho mình tờ giấy, Hoàng Thiên đương nhiên có ấn tượng, trong nháy mắt cũng nhớ ra, hắn vui mừng nói: "Đường Uyển, không nghĩ tới lại gặp cô ở đây." Một nữ tiếp viên hàng không cao gầy bên cạnh Đường Uyển mặt đầy vẻ ngạc nhiên nhìn chiếc xe sang của Hoàng Thiên. Anh chàng đẹp trai, đây là xe của anh sao? Ôi, là mây bách đó. Lúc này đường Nguyễn mới chui đến chiếc xe sang của Hoàng Thiên, trong mắt không ngừng phấn khích. Đường Nguyễn cũng tò mò hỏi. Hoàng Thiên, đây là xe của anh sao? Chắc phải hơn 20 triệu, đúng không? Hoàng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Một nữ tiếp viên hàng không khác trông khá đầy đặn, lên tiếng hỏi. Anh chàng đẹp trai, anh làm việc gì? là con trai nhà giàu sao? Hay là con ông cháu cha? Hoàng Thiên giang hai tay ra, cười nói. Cô nhìn thử xem, tôi có giống vậy không? Nữ tiếp viên hàng không này nhẹ nhàng lắc đầu. Không giống, phú nhị đại bình thường, không có khí chất như anh. Tôi là kinh doanh nhỏ kiếm chút lời mà thôi, Hoàng Thiên nói. Nữ tiếp viên hàng không này hoàn toàn giống như một em bé tò mò, lập tức hỏi. Anh chàng đẹp trai, anh kinh doanh gì? giới thiệu cho bọn tôi kiếm tiền một chút có được không hoàng thiên cười chỉ vào chi nhánh của siêu thị phú giai tôi mở siêu thị siêu thị chi nhánh này chính là sản nghiệp của tôi siêu thị phú giai hai nữ tiếp viên hàng không bao gồm cả đường uyển đều giật mình thốt lên thành tiếng giọng của nữ tiếp viên hàng không đầy đặn cũng có chút run rẩy anh chàng đẹp trai anh sẽ không đùa chứ anh là ông chủ của siêu thị phú giai chuyện này cũng quá kinh thế hải tục rồi hai nữ tiếp viên hàng không này gặp được ông chủ của siêu thị phú giai nghĩ chút thôi cũng khiến cho người ta kích động không nguôi nữ tiếp viên hàng không cao gầy cũng hỏi ông chủ siêu thị phú giai là người giàu nhất thế giới sản nghiệp lớn như vậy sao ông chủ còn có thể trẻ như vậy được anh chàng đẹp trai anh đùa đúng chứ ông chủ của siêu thị phú giai người ta tên là hoàng thiên nói rồi nữ tiếp viên hàng không cao gầy quay sang nói với đường uyển đường uyển à người bạn đẹp trai này của cậu tên là gì đầu óc đường uyển trống rỗng hơi rung giọng nói anh ấy anh ấy cũng cũng tên là hoàng thiên không thể nào người giàu nhất thế giới hoàng thiên hai nữ tiếp viên hàng không cảm giác đầu mình choáng ván đường uyển cũng cảm giác như mình đang nằm mơ quả thật không thể nào tin được chính mình là lặng lẽ đưa tờ giấy ấy cho người giàu nhất thế giới ôi chuyện này nhìn thấy mọi người phản ứng lớn như vậy nơi này cũng không phải là nơi thích hợp để trò chuyện số lượng người đi lại ở đây rất nhiều đã có không ít người nhìn về hướng bên này nếu như có người chú ý là cẩn thận lắng nghe nội dung câu chuyện của mọi người đang nói vậy thì hoàng thiên sẽ lập tức bị vây xem hắn khẽ mỉm cười nói mấy vị mỹ nhân không cần phản ứng lớn như vậy đâu tôi cũng giống như các cô cũng không có thêm một cái đầu nghe xong lời thoại hài hước của hoàng thiên cũng ý thức được bốn phía có người đang chú ý đường nguyễn mới kéo góc áo của hai chị em mình nháy mắt mọi người cũng ý thức được sắc mặt thoáng bình tĩnh một chút nhưng ánh mắt và nội tâm lại không thể bình tĩnh được đùa gì chứ người giàu nhất thế giới trong truyền thuyết đang đứng trước mặt mình là còn trẻ tuổi đẹp trai có lực sát thương tuyệt đối. Nữ tiếp viên hàng không đầy đặn, thậm chí còn có chút hoa si, liên tục nháy mắt thả thính hoàng thiên. Các người đẹp, các cô tới đây là muốn đi dạo phố hay sao? Hoàng thiên chuyển đề tài, trong lòng đường Nguyễn cũng rất lâu không thể bình tĩnh. Hình tượng hoàng thiên trong lòng cô đã trở nên vô cùng to lớn. Đường Nguyễn dịu dàng như nước nhìn Hoàng Thiên mỉm cười ngọt ngào. Hoàng Thiên, Chúng tôi đang muốn đi dạo một vòng siêu thị này, anh đi cùng chúng tôi được chứ?" Hoàng Thiên chần chừ một chút, "Bà mỹ nữ tiếp viên hàng không này, khả năng khiến người ta quay lại nhìn rất cao, đi tới chỗ nào cũng là tiêu điểm." Hoàng Thiên cười nói, "Đường Nguyễn, các cô đi đi, tôi còn có chút chuyện." Nữ tiếp viên hàng không đầy đặn lập tức không chịu, làm sao cam lòng để Hoàng Thiên rời đi. "Anh chàng đẹp trai, anh chắc chắn là đang tìm cớ, làm sao?" chẳng lẽ ba người chúng tôi sẽ ăn thịt anh ư cô tiếp viên hàng không cao gầy cũng nói không được anh không thể nào cứ đi như vậy được hay là anh mời chúng tôi uống cà phê đi nơi này có quán cà phê hoàng thiên bất đắc dĩ cười thầm nghĩ vẫn là bị các mỹ nhân quấn lấy ngược lại buổi chiều mình cũng không có chuyện gì cùng mấy mỹ nhân đi uống cà phê nói chuyện phiếm một chút cũng không tệ hoàng thiên nói cùng kính không bằng tuân mệnh Vậy chúng ta đi uống cà phê. Thấy Hoàng Thiên đồng ý, các người đẹp tự nhiên hoang hô nhảy nhót. Nữ tiếp viên hàng không cao gầy, mỉm cười nói với Hoàng Thiên. Như vậy mới là thân sĩ chứ. Đi thôi, chúng ta đi uống cà phê. Bên kia đường, đối diện với tầng một chi nhánh siêu thị Phú Giai, có một quán cà phê rất tốt, có đủ loại cà phê. Một ly cà phê xa hoa trong đó hơn mấy trăm ngàn. Sau khi mọi người đi vào trong quán thì tìm một bàn sát đường mà ngồi. Nữ tiếp viên hàng không cao gầy cũng không khách sáo, đầu tiên chọn mấy loại bánh ngọt, lại chọn một ít đồ ăn vặt xa hoa, sau đó chọn cho mình một ly cà phê hắc xâm lâm. Đường Uyển thấy vậy, quay sang nhìn Hoàng Thiên cười. Hoàng Thiên đương nhiên sẽ không để ý, mấy ngàn tệ với người bình thường mà nói là một tháng lương, nhưng đối với Hoàng Thiên mà nói chỉ là một con số nho nhỏ. Hoàng Thiên tự chọn cho mình một ly cà phê cao cấp mới xay có giá 998 nhân dân tệ, hắn bưng cà phê lên nhẹ nhàng uống một ngụm, chính thống vô cùng. Hoàng Thiên thỏa mãn gật đầu. Mọi người đều chọn cà phê. Đường Nguyễn, nữ tiếp viên hàng không cao gầy và nữ tiếp viên hàng không đầy đặn, thêm cả Hoàng Thiên tổng cộng 4 người, vừa uống cà phê vừa tán gẫu. Tính cách, nữ tiếp viên hàng không cao gầy cởi mở, có rất nhiều đề tài để nói chuyện, bầu không khí cực kỳ sôi nổi. Bốn người hầu như ngồi hết một buổi trưa ở quán cà phê này. Đường Nguyễn nhìn thời gian một chút. Liên tiếp không muốn rời đi. Cô vẫn muốn có được số điện thoại của Hoàng Thiên. Nhưng Hoàng Thiên lại không chủ động để lại số điện thoại. Đường Nguyễn cũng không có dũng khí tìm tới số điện thoại của Hoàng Thiên. Nhớ lại lần trước một chút, bản thân chủ động đưa cho Hoàng Thiên tờ giấy nhỏ, cảm thấy thật xấu hổ. Nếu như lần này mình chủ động tìm Hoàng Thiên xin số điện thoại, lỡ như Hoàng Thiên từ chối thì phải làm sao? Trong lòng đường Nguyễn cực kỳ xoắn suýt, không khỏi u oán liếc mắt nhìn Hoàng Thiên. Thấy thời gian đã không còn sớm, không bao lâu nữa Trình Nhược Đồng sẽ tan ca, Hoàng Thiên đứng lên nói. Ba người đẹp, thời gian không còn sớm nữa, tôi thật sự có chuyện, tôi đi trước. Người đẹp cao gầy lên tiếng nói. Anh chàng đẹp trai, anh không định mời chúng tôi ăn cơm tối sao? Đường Nguyễn nhanh tay kéo nhẹ người đẹp cao gầy, sau đó nói. Hoàng Thiên, thật không tiện, Người chị em này của tôi là một người tính tình ngay thẳng, muốn gì nói đó. Hoàng Thiên tự nhiên không ngại, khẽ mỉm cười. Không sao. Người đẹp cao gầy bị đường uyển lôi kéo cũng không bàn lại chuyện muốn Hoàng Thiên mời khách, mà chỉ nói. Anh chàng đẹp trai, lái xe đưa chúng tôi đến sân bay có được không? Anh sẽ không đành lòng để ba người đẹp xinh xắn như chúng tôi đứng ở đầu đường vẫy taxi chứ. Hoàng Thiên nhẹ nhàng lắc đầu cười khổ một cái sau đó nói. Được rồi, bây giờ chúng ta đi thôi. Thấy Hoàng Thiên đồng ý đưa mình đến sân bay, nữ tiếp viên hàng không cao gầy đắc ý nở nụ cười. Anh chàng đẹp trai, không ngờ anh lại rất có phong độ thân sĩ, vậy bây giờ chúng ta đi. Ba người lên chiếc mây bắc của Hoàng Thiên, đường Nguyễn ngồi vị trí bên cạnh tài xế. Nữ tiếp viên hàng không cao gầy và nữ tiếp viên hàng không đầy đặn ngồi phía sau. Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, Hoàng Thiên đạp cần ga, như một làn khói chạy về sân bay. Anh chàng đẹp trai, xe này không hổ danh là xe sang, chạy rất tốt. Đúng đó, đây là lần đầu tiên tôi được ngồi xe tốt như vậy. Chuyện này phải cảm ơn Đường Uyển rồi. Đường Uyển thấy chị em tốt của mình lôi cả mình vào, không khỏi cười trừ với hai người một chút, cũng không nói một tiếng, nhưng mà xem sắc mặt cũng không phải là vui. Hoàng Thiên đưa ba người đến sân bay xong, Đường Uyển nói. Hoàng Thiên, cảm ơn anh nha, hôm nay làm phiền anh rồi nữ tiếp viên hàng không cao gầy lại lớn tiếng nói. Anh chàng đẹp trai, liên hệ với đường uyển của chúng tôi nhiều chút nha. Cô ấy còn chưa có bạn trai đâu. Nè, cậu muốn chết sao? Đường Nguyễn lập tức cười mắng, đuổi theo nữ tiếp viên hàng không cao gầy mà đánh. Nhìn hai người giỡn với nhau, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Vương tay chào tạm biệt ba người rồi rời khỏi sân bay, đi về tổng bộ công ty châu báu Đại Thông. Hoàng Thiên gọi điện cho Trịnh Nhục Đồng. Lúc hắn lái xe chạy đến trước cửa tổng bộ công ty châu báu đại thông, chờ không đến 2 phút, Trịnh Nhược Đồng đã mỉm cười đi tới. Cô đến trước xe Hoàng Thiên, kéo cửa xe, ngồi xuống chỗ ngồi cạnh tài xế. Vợ ơi, đi làm có mệt không? Hoàng Thiên quan tâm hỏi. Thấy Hoàng Thiên quan tâm mình, Trịnh Nhược Đồng hài lòng cười. Không mệt chồng à, ngày hôm nay còn tương đối nhẹ nhàng. Thấy tinh thần của Trịnh Nhược Đồng thật sự không tệ, Hoàng Thiên lại hỏi. Vợ à, tối hôm nay chúng ta ăn cơm ở đâu em là người đông hải em dẫn đường đi không thành vấn đề hôm nay em dẫn anh đi ăn ẩm thực nhật mỗi ngày đều không có lặp lại hoàng thiên khẽ mỉm cười thật đúng là vậy ở đông hải ngốc hai ngày mỗi món ăn đều không ăn lại thường thì mỹ thực ở đông hải không ít có đủ loại món ăn hoàng thiên cũng không biết đã ăn bao nhiêu hoàng thiên lái xe trịnh nhược đồng chỉ một phương hướng Hoàng Thiên lái xe về một nhà hàng Nhật Bản có tiếng, không chạy được bao xa, đột nhiên Trịnh Nhược Đồng ra sức ngửi một hơi, sau đó ý tứ sâu xa nhìn Hoàng Thiên. "Chồng à, sao trong xe này lại có mùi của con gái chứ?" Hoàng Thiên nghĩ đến bữa nãy đưa ba người Đường Uyển đến sân bay, lẽ nào là mùi của ba người Đường Uyển? Mũi Trịnh Nhược Đồng đúng là nhạy bén, một chút mùi hương lưu lại mà cũng có thể đoán được. Nào có mùi hương gì? chắc là trên người em rồi. Không đâu, em vẫn luôn dùng một hãng nước hoa, xưa nay chưa từng thay đổi mùi. Mùi này rõ ràng không phải là mùi nước hoa mà em dùng. Sau khi trầm ngâm một lúc, Trịnh Nhược Đồng đột nhiên trêu tức nhìn Hoàng Thiên. Chồng à, anh sẽ không đi ăn vụn chiều nay chứ. Nói đi, có phải không? Hoàng Thiên tự nhiên đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Hơn nữa, mình cơ bản cũng không có ăn vụn. Ngay lập tức, Hoàng Thiên hạ cửa sổ xe xuống một chút để không khí bên ngoài thổi vào một lát, sau đó Hoàng Thiên cố ý nói sang chuyện khác. "Bà, nghe nói có một bộ phim bom tấn rất nổi tiếng của Mỹ sẽ ra mắt vào tối nay. Chờ lát nữa sau khi chúng ta ăn cơm xong thì đi xem thử một chút được không?" "Chồng, vậy chúng ta ăn cơm trước, sau đó sẽ đi xem phim." Khiến Hoàng Thiên cảm thấy kỳ quái, Trình Nhược Đồng lại không dây dưa vấn đề mùi hương khi nãy. Hai người tán gẫu hết chuyện này sang chuyện khác, Hoàng Thiên nhẹ nhàng yên tâm đồng thời cũng nghĩ thầm. Lẽ nào Nhược Đồng là một cô gái rộng lượng, sẽ không dễ dàng ghen tuông. Chiếc xe dừng trước một nhà hàng không tệ, hai người cùng ăn cơm nhật hơn một tiếng đồng hồ, hưởng thụ mỹ thực một lần thật tốt. Sau đó hai người cùng nhau tới rạp chiếu phim, say xưa thưởng thức bộ phim bom tấn của Mỹ. Hoàng Thiên ở lại Đông Hải tổng cộng 3-4 ngày, sau đó lại đến Hàn Quốc, rồi ở Mỹ mấy ngày. Sau còn đi tới các nơi trên thế giới, ở từng nơi siêu thị Phú Giai mới mở chi nhánh bố trí các loại tụ tài trận hoặc là đại tụ tài trận, thậm chí là trận ngũ quỷ vận tài. Sau khi bận rộn một phen, Tết Nguyên Đáng cũng đến. Sau khi đón năm mới tân bừng ở lại thủ đô một khoảng thời gian, sau khi qua Tết Nguyên Tiêu, Hoàng Thiên lại đi về phía Tây. Một đường ngự kiếm phi hành sau khi đến Tây Cương, Hoàng Thiên tiến vào Linh Tủy Trì ở thật sâu bên dưới lòng đất ngay khi vừa tiến vào không gian này, Hoàng Thiên lập tức cảm nhận được một luồng linh khí nồng đậm. Những linh khí này tự nhiên là tản ra từ linh tủy trì. Hoàng Thiên thoải mãn nhìn linh tủy trì một chút, bên trong ao còn có non nửa linh tủy. Linh tủy màu trắng sữa nhìn qua khả quan cỡ nào. Hắn lần lượt cởi quần áo trên người ra, gấp lại cẩn thận để vào bên trong nhẫn trữ vật. Sau đó nhảy vào linh tủy trì, ngồi xếp bằng ở trung tâm Hoàng Thiên ngồi xuống như vậy, nhất thời cảm nhận được lượng lớn linh khí tinh khiết đang trực tiếp thông qua da thịt mình, thẩm thấu vào lỗ chân lông. Hoàng Thiên không dám chậm trễ, lập tức vận chuyển công pháp, tĩnh tâm tu luyện. Thời gian từng ngày trôi qua, trực tiếp ngồi xếp bằng trong ao linh tủy trì. Tốc độ tu luyện tự nhiên cực nhanh. Hắn vốn là ngưng mạch tầng 7 trung kỳ. Theo tu luyện, phát hiện chân khí trong cơ thể càng ngày càng hùng hậu hơn kinh mạch của mình càng ngày càng cứng cỏi và mở rộng hơn. Ngưng mạch tầng 7 trung kỳ, ngưng mạch tầng 7 hậu kỳ, ngưng mạch tầng 7 đỉnh phong. Sau khi tiến vào ngưng mạch tầng 7 đỉnh phong, Hoàng Thiên cảm thấy chân khí trong cơ thể cực kỳ hùng hậu. Hơn nữa càng ngày càng cảm nhận rõ ràng, vách ngăn tấn cấp càng ngày càng rõ hơn. Ẩm một tiếng, một luồng chân khí mạnh mẽ trùng kích vách ngăn tấn cấp này tâm thần của Hoàng Thiên chấn động. Đây là lần đầu tiên Hoàng Thiên trùng kích vách ngăn thăng cấp. Vách ngăn thăng cấp này khá mạnh, hắn vẫn chưa thành công. Hoàng Thiên tụ tập lượng lớn chân khí, bắt đầu thử lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư trùng kích. Lại một tiếng ầm. Sau khi tâm thần Hoàng Thiên chấn động, trong lòng lập tức nhẹ nhõm. Chân khí mạnh mẽ hùng hậu không khác nào hồng thủy hung mảnh. Hoàng Thiên biết bản thân mình đã thành công thăng cấp đến ngưng mạch tầng 8 hoàng thiên dự vững tâm trạng không hề có chút bất cẩn tiếp tục tu luyện củng cố tu vi hoàng thiên vừa tu luyện vừa nghĩ thầm chỗ linh thủy trì này thật sự rất tốt việc tu luyện của mình đúng là tiến triển cực nhanh gần như có thể bắt kịp hiệu quả của hỗn độn linh ngọc hỗn độn linh ngọc đương nhiên rất tốt tiếc nuối duy nhất là luôn luôn không đủ linh khí trước mỗi lần bế quan tu luyện Hoàng Thiên Đều phải vào bên trong tụ linh trận, hấp thu lượng lớn linh khí, sau đó tiến hành tu luyện. Không giống ở linh tủy trì, tu luyện thích làm gì thì làm. Chỉ cần trong linh tủy trì không tiêu hao hết thì vẫn có thể tu luyện. Nhưng Hoàng Thiên cũng biết sau khi bản thân mình bày một cái tụ linh trận cấp 3 có diện tích rất lớn trong rừng mưa nhiệt đới Amazon. Tổng cộng có 3 tụ linh trận khổng lồ cung cấp cho mình tu luyện, hẳn là cũng được rồi. Dùng hỗn độn linh ngọc thu linh khí ở ba cái tụ linh trận khác nhau này một lần, sẽ có một lượng linh khí khổng lồ cho hắn tu luyện. Lại nói sau khi Hoàng Thiên đạt đến ngưng mạch tầng 8 sơ kỳ, vẫn như lão tăng nhập định không nhúc nhích, hắn không bận tâm đến ngoại giới mà tiếp tục tu hành. Thời gian từng ngày một trôi qua, tu vi của Hoàng Thiên cũng từng chút từng chút tăng, từ ngưng mạch tầng 8 sơ kỳ lên ngưng mạch tầng 8 trung kỳ, ngưng mạch tầng 8 hậu kỳ tầng 8 đỉnh phong. Hoàng Thiên lại một lần nữa cảm nhận được vách ngăn thăng cấp. Hắn đã có kinh nghiệm, sau khi cảm nhận được vách ngăn này, hắn một lần rồi lại một lần trùng kích, sau đó thuận lợi tiến vào ngưng mạch tầng 9. Ngưng mạch tầng 9 sơ kỳ, ngưng mạch tầng 9 trung kỳ. Hoàng Thiên cảm thấy chân khí trong cơ thể mình cực kỳ dài đặc, cực kỳ đặc sệt. Ở trong đan điền, một lượng chân khí lớn đang chậm rãi say tròn. Lượng chân khí này dày đặc tới cực điểm. Thay việc tu hành, lượng chân khí này chậm chậm xoay chuyển, dần dần càng lúc càng lớn, đan điền cũng từng bước từng bước tăng cường lớn lên. Khi Hoàng Thiên cảm giác được lượng chân khí đang chậm chậm xoay chuyển này sắp sửa ngưng tụ thành chất lỏng, hắn lại lần nữa rõ ràng cảm nhận được vách ngăn thăng cấp, lập tức muốn đi vào cảnh giới ngưng mạch tầng 10. Ngưng mạch tầng 10 cũng chính là ngưng mạch đỉnh vòng chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới kỳ kết đan. Kỳ kết đan, nghĩ một chút thôi cũng làm cho người ta kích động. Hoàng Thiên thoáng dọn dẹp nội tâm kích động, bắt đầu chuyên tâm trùng kích vách ngăn thăng cấp, ngưng mạch tận 10. Vách ngăn này hơi mạnh hơn những cái trước, nhưng Hoàng Thiên rất có kinh nghiệm. Một lần, hai lần, ba lần, hắn cực kỳ bình tĩnh, lòng không tạp niệm, trong lòng chỉ có vách ngăn thăng cấp. Hoàng Thiên cũng không biết trải qua bao nhiêu lần trùng kích. Cũng có thể là mười mấy lần đi. Đất mặt hắn rốt cuộc cũng nhẹ nhõm. Hoàng Thiên biết mình lại thành công rồi. Ngưng mạch tầng 10 cũng chính là ngưng mạch đỉnh phong. Lúc này Hoàng Thiên cảm thấy một mảnh trời cao biển rộng, không hề gò bó, trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá nhảy. Hoàng Thiên lại không nhìn được muốn hét dài. Bên trong đan điền đã bắt đầu xuất hiện chân khí ngưng tụ thành chất lỏng đây là chân nguyên. Sau khi chân khí trong cơ thể mạnh mẽ dày đặc tới cực điểm, rốt cuộc đã biến chất, chân khí bắt đầu dần dần chuyển hóa thành chân nguyên. Trạng thái chân nguyên lỏng tự nhiên mạnh hơn trạng thái khí của chân khí tự nhiên rất nhiều. Khi toàn bộ chân khí trong cơ thể hoàng thiên được luyện hóa thành chân nguyên, cũng là khi thăng đến ngưng mạch tầng 10 đỉnh phong, đang bắt tay chuẩn bị trùng kích kỳ kết đan. Lúc này hoàng thiên rốt cuộc đã thăng cấp lên ngưng mạch tầng 10. Việc Hoàng Thiên cần làm là tiến một bước củng cố tu vi, dự vững tu vi mình ở ngưng mạch tầng 10 sơ kỳ. Hoàng Thiên tiếp tục tu luyện, vận chuyển công pháp một chu thiên rồi lại một chu thiên. Đột nhiên, hắn đang tu luyện, bỗng thay đổi sắc mặt. Bởi vì Hoàng Thiên không cảm giác được linh khí trong linh tủy trì. Hắn biết, ở thời khắc mấu chốt này, linh tủy trì đã bị mình tiêu hao hết sạch. Đây chính là thời điểm mấu chốt rất quan trọng. Biện cưỡng mới tiến vào ngưng mạch tầng 10 tu vi còn chưa vững chắc. Và lúc này mà không có linh tủy là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như là người bình thường thì nhất định đã tẩu hỏa nhập ma, bị trọng thương. May mắn, may là Hoàng Thiên có hỗn độn linh ngọc. Trước khi đến đây, Hoàng Thiên vì để ngừa ngộ nhở, đã hấp thu sạch sẽ linh khí của tổng cộng 3 trận pháp dự trữ năng lượng ở thủ đô, Nam Thái Bình Dương và rừng mưa nhiệt đới Amazon, lo trước khỏi họa. Sau khi sắc mặt Hoàng Thiên khẽ thay đổi, chuyển thoáng sang an tâm, hắn lập tức lấy linh khí từ trong hỗn độn linh ngọc ra. Lúc ở kỳ luyện khí, lúc tu luyện bình thường, Hoàng Thiên sẽ lấy ra một hai trăm linh khí. Hiện nay đang là ngưng mạch tầng 10. Lần đầu tiên Hoàng Thiên một lần lấy ra một ngàn đơn vị linh khí. Một ngàn đơn vị linh khí này hoàn toàn là như muối bỏ bể. Hoàng Thiên lại lấy từ trong hỗn độn linh ngọc ra hai ngàn đơn vị linh khí. Như vậy mới coi như hơi khá hơn chút biện cưỡng có thể bù đắp được nhu cầu tu luyện. Mỗi lần lấy ra 2-3 ngàn đơn vị linh khí, sau khi những linh khí này tiến vào đan điền của Hoàng Thiên, theo công pháp vận chuyển, lập tức chuyển hóa thành linh khí dày đặc, tu vi Hoàng Thiên dần dần vững chắc. Sau khi tiêu hao mấy vạn đơn vị linh khí, Hoàng Thiên cảm thấy tu vi mình đã hoàn toàn vững chắc hơn. Hắn chậm rãi thu công, đồng thời cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu như không củng cố tu vi, mình sẽ lại đối mặt với cục diện linh khí không đủ. Lúc Hoàng Thiên thu công, linh khí bên trong hỗn độn Linh Ngọc còn không tới 10.000 đơn vị. Sau khi thu công, hắn chậm rãi đứng dậy, biểu cảm ung dung. Có thể thấy trong lòng Hoàng Thiên đang rất thỏa mãn. Lần bế quan này, từ ngưng mạch tầng 7 trung kỳ, trực tiếp lên đến ngưng mạch tầng 10 sơ kỳ. Hoàng Thiên thét dài, nhanh chóng mặc y phục vào, sau đó phóng lên trời, từ sâu dưới nền đất vọt ra, lao ra khỏi mặt đất phóng lên không trung. Một đường hướng lên trên lao ra khỏi tầng khí quyển. Hoàng thiên đứng trong hư không, cảm giác cực kỳ hăng hái. Rốt cuộc đã đạt tới tu vi ngưng mạch đỉnh phong. Sau khi trải qua một khoảng thời gian tu luyện, khi tu vi đạt tới ngưng mạch tầng 10 đỉnh phong, cũng là lúc có thể bắt đầu trùng kích kỳ kết đan. Hoàng thiên ở trong hư không thỏa mãn phi hành một hồi, nghĩ thầm. Lần này mình bế quan tu luyện, không biết đã trôi qua bao lâu. Nghĩ vậy hắn lập tức đáp xuống mặt đất. Bóng dáng của hắn dừng mấy ngàn mét trên bầu trời, lấy điện thoại ra, nhìn đồng hồ. Đã là đầu mùa hè, mình bế quan tu luyện đã vài tháng rồi. Điện thoại của hắn cũng không tắt máy mà vẫn để chế độ im lặng. Sau khi nhìn đồng hồ, Hoàng Thiên lập tức phát hiện. Trong điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, còn không thiếu tin nhắn. Lần trước bế quan ở đảo nhỏ Nam Thái Bình Dương, lúc đi ra cũng là lượng lớn cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Lần đó là có chuyện lớn xảy ra, một hành tinh nhỏ sắp đâm vào địa cầu. Chẳng lẽ lần này lại xảy ra chuyện lớn gì khác sao? Trong những cuộc điện thoại chưa nghe, đa phần đều là Trung Nguyên gọi đến, Hoàng Thiên lập tức phản hồi. Lão Trung, chuyện gì? À dạ, Lão Hoàng, cuối cùng cậu đã gọi lại rồi. Nhà xưởng ở thành phố Nam Hải của chúng ta xảy ra chuyện lớn, có người ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa, tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho chúng ta. Nghe vậy, mắt Hoàng Thiên ngưng lại thầm nghĩ. Mình chỉ bế quan mấy tháng, lẽ nào có tên ngốc nào không biết sống chết nhảy ra. Trong lòng Hoàng Thiên thầm nghĩ, sau đó nói với Trung Nguyên. Lão Trung, cậu đang ở đâu? Chúng ta gặp mặt rồi bạn. Lão Hoàng, tôi đang ở thành phố Nam Hải xử lý chuyện này. Nhưng chuyện cực kỳ vướng tay chân, cậu nên có chuẩn bị tâm lý lão chung, tôi đã đến thành phố Nam Hải, chúng ta gặp mặt bàn luận thôi. Hoàng Thiên cúp máy trong lòng lạnh lẽo, ai không có mắt như vậy lại dám đánh chủ ý lên nhà xưởng thành phố Nam Hải. Hoàng Thiên một đường ngựa kiếm phi hành rất nhanh đã đến thành phố Nam Hải, sau đó gọi một chiếc xe taxi. Chưa còn chưa tới cửa lớn, Hoàng Thiên đã thấy một nhóm người tụ tập trước cửa. Những người này vừa nhìn đã biết không phải người công ty Bạch Mã. Những người này còn kéo biểu ngữ, cũng không ồn ào. Cứ như vậy, lặng lặng đứng ngoài cửa lớn của nhà xưởng. Một tốt bảo vệ nhà xưởng ngăn mặt chỉnh tề, đang đứng ngoài cửa xưởng, yên lặng đối lập với những người này. Bảo vệ nhà xưởng trên căn bản đều là quân nhân xuất ngũ, còn có một số ít người là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, tố chất rất cao. Đứng ở nơi đó khí chất quân nhân lộ rõ, sau khi xuống xe, Hoàng Thiên nhìn những chữ màu đen trên nền trắng của biểu ngữ. Hắn không khỏi khinh bỉ cười. Bị đặt, nói xấu trần trội. Hoàng Thiên cất bước đi vào cửa lớn của nhà xưởng. Một vị đội trưởng quản lý đội bảo vệ nhận ra Hoàng Thiên lập tức cho đi. Sau khi Hoàng Thiên đi vào nhà xưởng, nhìn thấy bên trong công trường thay đổi không nhiều, rất bình thường, hăng thoáng an tâm. Hoàng Thiên lấy điện thoại ra. Lão chung! tôi đang ở phân xưởng Nam Hải. Lão Hoàng, nhanh như vậy sao? Tôi lập tức xuống đón ngay. Mấy ngày nay, Trung Nguyên đều ở thành phố Nam Hải, liên tục xử lý vấn đề ở nơi này. Nhận được điện thoại, Trung Nguyên lập tức từ tòa nhà văn phòng của nhà xưởng đi xuống gặp Hoàng Thiên. Hai người đồng thời tiến vào một văn phòng. Trung Nguyên nói, Khoảng chừng năm ngày trước, có một đám lưu manh chuẩn bị tiến vào khu nhà xưởng của chúng ta gây sự lý do là có một tên lưu manh bị một chiếc xe của chúng ta đụng trúng ở ngoài cửa xưởng những tên côn đồ này bị bảo vệ của chúng ta nhẹ nhàng giải quyết trung nguyên nói rất tỉ mỉ thuật lại chuyện năm ngày trước tới toàn bộ tình huống mấy ngày nay một lần mấy ngày nay cả hắc đạo và bạch đạo đều đến thăm nơi này sử dụng rất nhiều thủ đoạn manh khóe khiến cho năng suất bình thường của nhà xưởng bị ảnh hưởng nghe trung nguyên nói hoàng thiên trầm giọng hỏi là ai đứng sau lưng dở trò quỷ? Đã điều tra hay chưa? Trung Nguyên thở dài một hơi. Tạm thời chưa điều tra ra, nhưng chúng ta đã báo cảnh sát, cũng đã báo cho chính quyền thành phố Nam Hải. Chính phủ phản ứng ra sao? Không nóng không lạnh, tôi vẫn cảm thấy lạ bởi phản ứng bên phía chính phủ. Theo tôi suy đoán, phía chính phủ có thể biết một vài thứ, có khả năng không muốn đắc tội với thế lực này. Hoàng Thiên gật đầu, Công ty Bạch Mã nổi tiếng là công ty lớn nhất thế giới. Mọi người đều đang nhìn chăm chăm vào công ty Bạch Mã. Người dám làm ra những chuyện này khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Trong lòng Hoàng Thiên cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú, thầm nghĩ đến cùng đây là ai. Sau khi suy nghĩ một lát, Hoàng Thiên lên tiếng: Lão Trùng tăng cường bảo vệ, đảm bảo cho nhà xưởng sản xuất bình thường. Mặt khác lấy danh nghĩa công ty Bạch Mã định ngày hẹn gặp bí thư thành phố kim minh của nam hải lão hoàng cậu không biết bí thư kim minh đã từ chức rồi sao hiện nay bí thư thành phố là trần chi ấn nghe nói là người nhà họ trần ở thủ đô nghe vậy hoàng thiên dường như hiểu ra một chút thầm nghĩ tuyệt đối không nên là trần gia này dở trò sau lưng sau khi hoàng thiên suy nghĩ một chút thì nói vậy thì chúng ta định ngày hẹn gặp bí thư trần này một chút Hoàng Thiên, vậy bây giờ tôi lập tức đi sắp xếp. Trung Nguyên đi ra ngoài một chút, chưa đến mấy phút đã đi vào. Trần Chi Ấn đang ở nhà, trả lời bất cứ khi nào chúng ta cũng đều có thể tới. Hoàng Thiên gật đầu, công ty Bạch Mã chính thức hẹn gặp một quan chức, trừ khi là cấp bậc nội các, các quan chức khác thật không nể mặt. Hoàng Thiên nói, việc này không nên chậm trễ, Trung Nguyên, chúng ta lập tức đến chính quyền thành phố Nam Hải hai chiếc xe ô tô một trước một sau đi ra cửa lớn nhà xưởng, chạy về phía chính quyền thành phố Nam Hải. Hoàng Thiên và Trung Nguyên cùng đến cửa văn phòng làm việc của Bí Thư. Trung Nguyên nhẹ nhàng gõ cửa, một viên thư ký khoảng 30 tuổi mở cửa. Nhìn thấy Hoàng Thiên và Trung Nguyên, thư ký này ngay lập tức nhận ra Trung Nguyên. Tổng giám đốc chung ngài đã tới, xin mời vào. Bí Thư Trần đang ở bên trong, nói ngài tới có thể không cần thông báo, chu nguyên cười nhạt sau đó nói đây là chủ tịch của chúng tôi anh hoàng thiên thư ký này rất nhanh đã phản ứng kịp trong lòng tràn đầy chấn động đây chính là chủ tịch công ty bạch mã trong truyền thuyết vậy mà cũng quá trẻ đi nhìn qua còn nhỏ hơn mình vài tuổi cho dù hoàng thiên trẻ hơn nhưng mà thư ký này cũng không dám có chút thất lễ lập tức nhiệt tình nói chủ tịch hoàng mời các vị tôi dẫn đường dưới sự dẫn dắt của thư ký, hai người đi xuyên qua văn phòng thư ký ở gian ngoài. Ở bên trong có một gian phòng làm việc lớn, thư ký nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào. Bí thư trần, chủ tịch Hoàng Thiên và tổng giám đốc trung nguyên của công ty Bạch Mã đã tới. Một quan chức trung niên, hẳn là Trần Chi Ấn, vốn đang phê duyệt văn kiện, lập tức đứng dậy, khuôn mặt hoàn toàn là vẻ nhiệt tình. Ai à ưu, ừ, thất lễ rồi. Hai vị, mời ngồi tiểu lý mau đi pha trà với thái độ của trần chi ấn hoàng thiên không có gì để soi mói đa phần quan chức đều khéo léo cho dù trong lòng rất bất mãn với bạn đi chăng nữa thì bình thường đều sẽ không lộ mặt ra trái lại khuôn mặt đầy tươi cười cực kỳ nhiệt tình hoàng thiên thản nhiên ngồi nhìn trần chi ấn tươi cười đầy mặt bí thư trần lần này chúng tôi tới đây là không chuyện không đăng điện tam bảo mấy ngày nay có một tên ngốc tới gây sự ở phân xưởng Nam Hải chúng tôi. Ông có nghe qua chưa? Trần Chi Ấn nói, nghe chứ, tôi cũng đang về chuyện này mà sốt ruột đây. Tôi cũng vừa mới nghe cách đây chưa lâu, cũng không nghĩ tới trị an của thành phố Nam Hải lại kém như vậy. Chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức mạnh chỉnh đốn một phen. Trong lòng Hoàng Thiên khinh bỉ một hồi, đây không những so với Kim Minh đời trước không có thành tựu gì, làm cho trị an của thành phố Nam Hải trở nên bẩn thỉu xấu xa, lại còn dời chủ đề nói tới chỉnh đốn trị an hoàng thiên nhẹ nhàng mỉm cười bí thư trần theo tôi được biết thành phố nam hải cũng rất tốt nếu không phải vậy thì công ty bạch mã của chúng tôi cũng không ở chỗ này đầu tư xây phân xưởng hai ngày nay có người không ngừng đến gây sự ý tôi là thành phố nam hải phải gửi một lực lượng cảnh sát nhất định đến duy trì trật tự bên ngoài nhà xưởng của chúng tôi nghe vậy mặt trần chi ấn khẽ thay đổi thầm nghĩ hoàng thiên này tuổi còn trẻ không ngờ lại khó đối phó như vậy trần chi ấn trầm ngâm một chút giả vờ khổ sở nói chủ tịch hoàng cậu không biết đâu thành phố nam hải của chúng ta tuy rằng gia nghiệp lớn nhưng mà cảnh sát cũng phải giật gấu vá vai thật sự không có dư cảnh sát hoàng thiên lạnh lùng cười một tiếng vậy sao vậy chúng tôi cũng chỉ có thể mời quân đội nhờ bộ đội lại đây. Nếu như không được nữa, vậy chúng tôi sẽ cân nhắc vấn đề phân xưởng chuyển đến nơi khác. Đét mặt của Trần Chi Ấn lại hơi đổi. Nếu như Hoàng Thiên thật sự làm vậy, chính là tác thẳng vào mặt, đặc biệt là rút phân xưởng. Chuyện này rất nghiêm trọng, nhưng Trần Chi Ấn cũng biết khả năng này rất nhỏ, chỉ là Hoàng Thiên đang dùng thủ đoạn uy hiếp mình thôi. Trần Chi Ấn nghĩ thầm, cười diễu. Chủ tịch Hoàng, nếu như bên các vị thật sự muốn rút phân xưởng, vậy thì quá tiếc. Nhưng tôi đại biểu cho thành phố Nam Hải, luôn hy vọng các vị không cần đi đến một bước này. Trần Chi Ấn tự nhiên biết Hoàng Thiên và Trần Gia ở thủ đô trước đây có chút ân oán. Là một thành viên trong vây cánh của Trần Gia, Trần Chi Ấn được chỉ thị không phối hợp với Hoàng Thiên, cũng không đắc tội Hoàng Thiên quá mức, thậm chí có thể hùa theo. Hoàng Thiên nhìn Trần Chi Ấn một chút trong lòng biết rõ lần này mình xem như đến uổng công đối phương đã nói rõ không muốn phối hợp lời không hợp ý nghĩ tới đây hoàng thiên nói bí thư trần vậy chúng tôi cáo từ hoàng thiên và trung nguyên đứng dậy đi ra ngoài trần chi ấn cũng không có ý đứng dậy đưa tiễn mà lớn tiếng gọi tiểu lý tiễn hai vị chủ tịch hoàng và tổng giám đốc chung không cần đâu trung nguyên trả lời một cách cứng ngắc xem ra trong lòng trung nguyên cũng không hề vui không hề thích trận chi ấn này. Hai người mặt mày ai nấy đều khó coi, rời khỏi tòa nhà chính quyền thành phố Nam Hải. Sau khi lên xe, Trung Nguyên mới nói. Hoàng Thiên à, cái tên trận chi ấn này rõ ràng không phối hợp với chúng ta. Hoàng Thiên cười nhạt, không nói gì, trong lòng hắn đã có dự tính. Chỉ cần nhà xưởng của mình ở thành phố Nam Hải này, thì trận chi ấn này không thể ở lại thành phố Nam Hải. Hoàng Thiên vốn không muốn nhúng tay vào việc bổ nhiệm quan chức nhưng lần này hắn không thể không nhúng tay hai người vừa trở lại công ty bạch mã phân xưởng nam hải mới trở lại nhà xưởng không lâu tổng giám đốc phân xưởng nam hải trầm đằng vân lập tức vội vàng đi vào báo cáo chủ tịch hoàng tổng giám đốc chúng bên ngoài có một đám người tới bảo là muốn tìm chúng ta bàn bạc một vụ làm ăn trong lòng hoàng thiên cười nhạt thầm nghĩ còn chủ động tới cửa nói tới chuyện bàn bạc làm ăn lớn công ty bạch mã là công ty lớn nhất thế giới rồi còn có người dám trước mặt công ty bạch mã xưng là làm ăn lớn hay sao xem ra không hề bình thường hoàng thiên nghĩ thầm rồi vung tay nói nếu người ta đã tự mình đến cửa vậy thì mời vào trầm tổng ông đi sắp xếp một chút chờ lát nữa tôi cũng tự mình tham gia chủ tịch hoàng ngài tự mình tham gia trầm đằng vân hơi sửng sốt Trầm đằng Vân sắp xếp không phải là nhanh bình thường, không tới 10 phút đã đến xin chỉ thị. Chủ tịch Hoàng, tổng giám đốc chung, tất cả đều đã sắp xếp xong, tôi dẫn hai vị tới. Hoàng Thiên gật đầu cùng Trung Nguyên liếc mắt nhìn nhau, hai người đều tự nhiên cảm thấy không giống bình thường. Sau khi liếc mắt, Trung Nguyên hơi lo lắng nói. Lão Hoàng, đối phương lại dám đến cửa, sợ rằng đối phương sớm đã có chuẩn bị, có cần phải lệnh cho bảo vệ sẵn sàng đợi lệnh hay không? Hoàng Thiên cười nhạt nói, Lão Trung, không có chuyện gì đâu, không nên quá lo. Tất cả đã có tôi đây rồi. Nghĩ đến thần bí của Hoàng Thiên, Trung Nguyên thoáng yên tâm. Hai người dưới sự hướng dẫn của Trầm Đằng Vân đồng thời đi vào trong một căn phòng họp. Đây là một căn phòng họp không tồi, bề thế sang trọng, ngược lại xứng với thân phận phân xưởng công ty Bạch Mã ở tỉnh Hải Nam ở giữa phòng họp là bàn hội nghị dài một bên ngồi năm sáu người ở giữa là một người nhìn có vẻ khá trẻ tuổi biểu hiện kiêu căng tư thế không để bất cứ ai vào trong mắt hoàng thiên đi vào bên trong phòng họp nhìn những người này ánh mắt hoàng thiên dừng lại bởi vì mấy người này đều là cổ võ giả người trẻ tuổi ở vị trí trung tâm hẳn là thủ lĩnh tu vi huyền cấp sơ kỳ những người còn lại có tu vi hoàng cấp tu vi huyền cấp tu vi cao nhất là một gã tầm 59 tuổi và hai lão giả bên cạnh tu vi huyền cấp hậu kỳ. Thấy Hoàng Thiên đi vào, Chu Hiểu Lý, phó tổng giám đốc phân xưởng Nam Hải đang bắt chuyện với đám người này vội vàng đứng lên. Chào Chủ tịch Hoàng, tổng giám đốc chung. Hoàng Thiên khẽ gật đầu, Trầm Đặng Vân nhìn sang đối phương giới thiệu. Chu vị, đây là chủ tịch công ty Bạch Mã của chúng tôi, anh Hoàng Thiên, đây là tổng giám đốc công ty mạch mã của chúng tôi, anh Trung Nguyên. Người trẻ tuổi ngồi ngay ngắn ở bàn hội nghị, đối diện, ngay đến cảm bi mắt cũng không thèm nhất. Bưng tách trà nóng trước mặt lên, nhẹ nhàng uống một hớp, là càng không có ý đứng dậy, hết sức vô lễ. Biểu cảm hoàng thiên lạnh lẽo, hắn cũng ngồi xuống, chậm trải nói. Mấy người đến công ty của chúng tôi, cụ thể là làm gì? Nói đi. Người khác không lễ phép giọng điệu của Hoàng Thiên cũng rét lạnh. Hắn không muốn lãng phí thời gian của mình mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thấy thái độ của Hoàng Thiên, người trẻ tuổi kia lạnh lùng hừ một tiếng sau đó nói. Anh Hoàng à, chúng tôi tới cửa là khách. Công ty Bạch Mã mấy người dùng đạo như vậy để đãi khách hay sao? Có chuyện gì thì mau nói đi, có rắm thì cứ thả. Lão tử không có nhiều thời gian dây dưa cùng các người. Hoàng Thiên lạnh lùng nói, Người trẻ tuổi này tức điên, lập tức muốn phát tác tại chỗ. Một lão giả bên cạnh vội vàng kéo người trẻ tuổi này nháy mắt một cái. Sau đó lão giả này lên tiếng. Cậu Hoàng, nói chuyện làm ăn, chú ý hòa thuận thì phát tài. Như vậy đi, tôi giới thiệu một chút. Đây là cậu chủ trương của chúng tôi. Chúng tôi tới là muốn nói chuyện làm ăn với các vị. <laughs> chuyện làm ăn gì? Nói tôi nghe. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Cậu chủ trương của chúng tôi, coi trọng nhà xưởng này của các vị, muốn góp chút cổ phần. Có cậu chủ trương nhà chúng tôi góp cổ phần, chúng tôi đảm bảo. Không có người nào dám tới nơi này gây sự nữa. Mọi người có thể yên tâm sản xuất. Sau đó, dù gặp phải phiền phức gì, thì cậu chủ trương nhà chúng tôi cũng có thể giải quyết. Hoàng Thiên không những không giận, mà còn bật cười. Nói một chút xem, các người dự tính ra bao nhiêu tiền, chiếm bao nhiêu cổ phần của nhà xưởng này. Lão giả duỗi ra một đầu ngón tay, sau đó nói. Cậu chủ trương nhà chúng tôi hứa hẹn ra 10 tỷ. Chúng tôi chỉ lấy 60% cổ phần của nhà xưởng này thôi. Hoàng Thiên nghe thì cười ha ha. Không nghĩ tới còn có người coi trời bằng vung như vậy. Tự nhận mình là đệ nhất thiên hạ. Hoàng Thiên cười xong thì nói. Không nghĩ tới cậu chủ trương của các người còn rất có tiền. Một lần lấy ra tận 10 tỷ. Đây là một con số khổng lồ nha. Nghe vậy, mặt mày lão giả vui vẻ, lập tức nói. Sao chứ, không có vấn đề gì chứ. Nếu không có vấn đề gì, thì chúng ta lập tức ký thỏa thuận đi. Nói rồi, lão giả làm màu một chút. Một người bên cạnh lấy ra bản thỏa thuận đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trung Nguyên nhìn không được nữa, không khỏi lạnh lùng cười. Hoàng Thiên, không ngờ trên đời này còn có kẻ đần như vậy. Chỉ là 10 tỷ, ôi cười chết tôi. Tổng giám đốc Trầm nói cho họ biết giá trị sản lượng năm ngoái của phân xưởng Nam Hải chúng ta là bao nhiêu đi. Trung Nguyên quay đầu nói với Trầm Đằng Vân ở bên cạnh. Trầm Đằng Vân nắm rõ tình huống xưởng trong lòng bàn tay, lập tức lên tiếng. Phân xưởng Nam Hải của chúng ta có tổng cộng 20 dây chuyền sản xuất. Chuyên môn sản xuất pin bạch mã số 3 giá trị sản lượng năm ngoái của nhà xưởng chúng ta là hơn 1.600 tỷ. Năm nay đột phá 2.000 tỷ cũng không thành vấn đề. Chờ Trầm Đăng Vân nói xong, Trung Nguyên cười nhạo nói. Chỉ là 10 tỷ. Cậu còn đòi 60% cổ phần nhà xưởng này của chúng tôi sao? Cậu bị ngu ư? Anh! Đối diện với gương mặt biến sắc của cậu chủ trương, khi thế trên người cậu ta lập tức tỏa ra ngoài. Tôi vi huyện cấp sơ kỳ. Đám người Trung Nguyên chỉ là người thường, cảm nhận được luồng khí thế này, mọi người liên tục nổi da gà, từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Đây chính là chênh lệch giữa người thường và cổ võ giả. Cậu chủ trương này rất hung hăng, thấy đám người hoàng thiên đều là người bình thường, không hề để đám người hoàng thiên vào trong mắt, hoàn toàn bộc lộ ra khí thế. Làm sao biết được tu vi hoàng thiên cao thâm? Cậu chủ trương này đâu có nhìn ra, còn tưởng rằng hoàng thiên là người thường. Hoàng thiên hừ lạnh một tiếng vung tay, khi thế của cậu chủ trương lập tức biến mất không thấy tâm hơi. Đồng thời trong lòng cậu chủ trương cũng rung lên, một nỗi sợ hãi không tên từ đáy lòng dâng lên. Nhất thời, cậu chủ trương không khỏi nghi ngờ nhìn Hoàng Thiên, có nghĩ cách nào cũng không thông. Hoàng Thiên nhìn như người bình thường chỉ vung tay lên thôi mà khi thế của mình đã hoàn toàn biến mất, còn cảm giác được một nỗi sợ hãi không tên. Theo Hoàng Thiên vung tay trong lòng đám người trung nguyên nhẹ nhõm hẳn đồng thời một loại cảm giác rất thoải mái từ nấy lòng dâng lên trung nguyên cực kỳ khó hiểu cậu hung hăng thật đấy nhưng mà nơi này là công ty bạch mã không phải là nơi người khác có thể hung hăng trương sản nghĩ đến thế lực sau lưng mình không chỉ không sợ hoàng thiên mà còn hung hăng cười ha ha tôi không biết anh có thủ đoạn gì nhưng tôi cảnh cáo chúng tôi không phải người bình thường các người tốt nhất là nên ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi ký vào bản thỏa thuận này đi <laughs> đúng là tên ngu hoàng thiên hừ lạnh một tiếng sau đó đưa tay vồ tới trương sản như vồ một con gà con trương sản một chút cũng không thể động đậy hoàng thiên nhìn chăm chăm vào trương sản rồi lạnh lùng nói trở về nói cho chủ nhân nhà cậu lập tức từ bỏ ý đồ với công ty bạch mã nếu không hắn sẽ trả giá một cái giá rất đắt Nói rồi, Hoàng Thiên ném tên Trương Sản không biết trời cao đất dày này qua cửa sổ. Trương Sản vẽ thành một đường parabol trực tiếp té xuống, ngã đến thất hồn lạc phách. Tất cả những thứ này xảy ra quá nhanh, mọi người đều chưa kịp phản ứng. Mãi cho tới khi Trương Sản bị ném ra ngoài, lão giả có tu vi cao thâm nhất cũng chính là tu vi huyền cấp hậu kỳ, thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói. Muốn chết sao? Một đạo trưởng ảnh nhằm về Hoàng Thiên, quả thực nhanh như điện quang hỏa thạch. Nhưng Hoàng Thiên là ai? Hắn hời hợt tóm lấy lão giả này, nhẹ nhàng sờ một cái. Rắc một tiếng, tay của lão giả bị Hoàng Thiên nắm đến nát bét. Cái tay này xem như phế bỏ. Lão giả đầy khiếp sợ nhìn Hoàng Thiên, dường như quên cả đau nhức trên cổ tay, hoảng loạn tột độ. Cậu! Cậu! Cậu nửa ngày cũng không nói tiếp được. Điều khiến cho lão giả kinh hãi chính là mình có tu vi huyền cấp hậu kỳ, các tu vi địa cấp đã không còn xa vậy mà bản thân mình trước mặt hoàng thiên lại hoàn toàn như một con gà con hoàng thiên cười lạnh lùng một tay tóm lấy lão giả cũng ném lão thẳng qua cửa sổ bay ra ngoài những người còn lại bên ve trương sản hoảng hốt há to miệng những người này biết rất rõ trương sản là huyền cấp sơ kỳ còn lão giả này là huyền cấp hậu kỳ thấy những người này sợ tới ngây người hoàng thiên lạnh lùng nói các người tự nhảy xuống cho tôi những người này nhận được ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Thiên, trong lòng rung lên, rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần. Thấy Hoàng Thiên muốn mình nhảy xuống nhất thời chần chừ Hoàng Thiên cười lạnh, lại tiện tay ném một tên xuống. Nhất thời, mấy tên còn lại không dám có chút chần chừ dồn nhập nhanh chóng bò đến bên cửa sổ. Từng người từng người nhảy xuống. Nhất thời, đám trung nguyên bị dọa sợ. Không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Nơi này là tầng 5, phía dưới là nền xi măng, nhảy xuống còn không bị té chết hay sao lão hoàng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ hoàng thiên khẽ cười không có chuyện gì đâu không sao những người này tuyệt đối không ngã chết được đâu đây là cổ vỏ giả nếu như từ tầng năm nhảy xuống mà ngã chết bởi còn không tìm một miếng đậu phụ đâm chết đi trung nguyên thấy hoàng thiên nói không có chuyện gì thì mới yên tâm những người còn lại đi đến bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới kỳ thật đúng là không có chuyện gì nhưng mà hình như mặt mũi hơi sưng lên rất giật vật. Những người này dìu nhau lão đảo đi về phía cửa lớn của tòa nhà xưởng. Thấy cảnh này, mọi người đều hài lòng phá lên cười ha hả. Vừa nãy chủ tịch đúng là uy vũ trực tiếp ném những tên này xuống. Hoàng Thiên cũng cười, đồng thời đang suy tư. Thế lực sau lưng những tên này rốt cuộc là ai? Trung Nguyên cũng hài lòng nở nụ cười. Sau khi cười xong, Trung Nguyên lại hơi lo, không khỏi nhắc nhở chủ tịch, những người này sợ rằng sẽ không giảng hòa như vậy đâu. Hoàng Thiên cười nói, tổng giám đốc chung cứ yên tâm, những người này không dám đến nữa đâu. Bàn giao lại nhà xưởng sản xuất bình thường đi, không phải lo những chuyện này, sau này cũng sẽ không có ai đến gây sự đâu. Hoàng Thiên suy đoán, vừa nãy mình nhẹ nhàng ném một tên võ giả huyền cấp hậu kỳ như vậy, khẳng định đã bại lộ thực lực. Những người này khẳng định sẽ cho rằng thực lực của mình ít nhất cũng là địa cấp khẳng định không dám manh động sẽ không dám đánh chủ ý nên nhà xưởng này trả thù ư hoàng thiên đoán bọn hắn không có can đảm này cho nên mới an ủi chung nguyên sau một hồi náo loạn hoàng thiên ở lại phân xưởng của công ty bạch mã một hồi thuận tiện theo dõi tình hình nhà xưởng một chút sau đó trở lại thành phố nam hải ngủ lại ở một khách sạn năm sao sau khi hoàng thiên suy nghĩ hắn suy đoán đại khái đồng thời cũng cơ bản đoán được mục đích của đám người này là muốn nuốt trọn nhà xưởng của mình. Giá trị sản lượng nhà xưởng rất lớn, lợi nhuận khiến cho người ta giật mình. Những tên này khẳng định là đỏ mắt, tự tin vào thế lực của mình mạnh mẽ mới dám đến gây sự. Hờ, đến lượt ông đây chỉnh đốn các ngươi. Hoàng Thiên thầm nghĩ. Kết thúc tập 96 Bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.